Tại trung tâm tim mạch Memorial Care, bệnh nhân sẽ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tim tiên tiến, ít xâm lấn với các chuyên gia giải phẫu tim phổi như bác sĩ Tuấn Lâm, một trong số rất ít bác sĩ giải phẫu tim mạch người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, có hơn 12 năm hành nghề trong cộng đồng Việt Nam. Bác sĩ Rachel Hargrove sẽ mang đến sự chăm sóc hàng đầu cho các bệnh nhân tim mạch. Bác sĩ Hargrove là một trong nhóm nữ bác sĩ giải phẫu tim mạch xuất sắc trên toàn quốc, với sự quan tâm và tập trung đặc biệt đến sức khỏe tim mạch của phụ nữ. Tại trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast, chúng tôi có một chương trình dành riêng cho cộng đồng Việt Nam, gồm có thức ăn Việt Nam và tặng báo tiếng Việt. Có nhiều bác sĩ và y tá nói tiếng Việt, cùng với điều phối viên Thu Nga Lê đảm nhiệm việc thông dịch. Hãy yêu cầu bác sĩ của quý vị để được giới thiệu đến chương trình tim mạch tại trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 657-241-9440. Tôi là bác sĩ Tuấn Lâm. Tôi là bác sĩ Rachel Hargrove. We're here for you.